Sáng ngày 8 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ ở Moscow bất ngờ đưa ra cảnh báo rằng các phần tử cực đoan đang âm mưu tiến hành những vụ tấn công ở thủ đô của Nga trong vòng vài ngày tới. Cảnh báo nêu, Đại sứ quán đang theo dõi các báo cáo rằng những kẻ cực đoan có kế hoạch tấn công vào những điểm tập trung đông người ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc. Công dân Mỹ được khuyến cáo tránh các điểm tụ tập đông người ở Moscow trong vòng 48 giờ tới. Đại sứ quán kêu gọi người Mỹ luôn cảnh giác và theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương để biết thông tin cập nhật ngoài ra đại sứ quán không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào giới chức trách nga hiện chưa bình luận về cảnh báo trên cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa moscow và washington leo thang hôm ngày 7 tháng 3 bộ ngoại giao nga đã triệu tập đại sứ mỹ Chay yêu cầu đại sứ quán cắt đứt mọi quan hệ với ba tổ chức phi chính phủ do mỹ tài trợ mà gần đây bị cấm hoạt động ở nga bộ ngoại giao nga còn đe dọa trục xuất bất kỳ nhân viên đại sứ quán mỹ nào cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ của liên bang nga bao gồm các chiến dịch lật đổ và thông tin sai lệch trong bối cảnh xung đột ở ukraine và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở nga